đây là chương trình phát thanh của trung tâm gian hóa thể thao và truyền thanh thành phố châu đốc Phát trên tần số FM 92,1 MHz. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc. Hôm nay thứ năm, ngày 7 tháng 10 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, sau phần tin có bài An Giang tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Trước hết kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Theo báo cáo của Trung tâm Y tế thành phố Châu Đốc, trong ngày 6 tháng 10, thành phố Châu Đốc không ghi nhận ca mắc mới. Tình hình điều trị hiện đang quản lý điều trị 101 trường hợp, trong đó có 2 F0 của huyện An Phú xin chuyển về huyện An Phú tiếp tục điều trị. Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh 3F0. Bệnh viện Đa khoa Nhật Tân 4F0. Ngoài ra bệnh viện Đa khoa Nhật Tân còn điều trị 21 F0 của huyện An Phú. 80 F0 của huyện Phú Tân, 2 F0 của thị xã Tân Châu. Trung tâm y tế cơ sở điều trị 4, tiểu học A Vĩnh Quân 47, thực tế 50 người, do có 3 trường hợp F1 là người giám hộ chăm sóc cho bệnh nhân F0, trong đó có 17 trẻ em. Mẫu giáo Anh Đào 41, thực tế 43 người, do có 2 trường hợp F1 là người giám hộ chăm sóc cho bệnh nhân F0, trong đó có 9 trẻ em. Như vậy, lũy kế từ đầu đợt dịch đến ngày 6 tháng 10, tại thành phố Châu Đốc ghi nhận 287 ca mắc COVID-19, trong đó tái dân tính là 7, khỏi bệnh 176, tử vong 10, cách ly tập trung 1294. Trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học phổ thông An Giang 94, trong đó 7 trẻ em. Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên 38, trường trung học phổ thông Châu Thị Tế 65, trong đó 30 trẻ em. Bệnh viện đa khoa Nhật Tân 15 F1 của huyện Phú Tân, 7 F1 của huyện An Phú, 1 F1 của thị xã Tân Châu. Trung tâm y tế cơ sở dự phòng 2, khách sạn Victoria Hàng Châu 14, 2 trẻ em. Riêng đối với các khu cách ly tập trung tại các trường học trên địa bàn thành phố là những người dân tự phát từ thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương và Long An trở về địa phương, gồm trường trung học cơ sở Thủ Khoa Quân 155, trong đó F0 đã điều trị khỏi là 17, số người tiêm 1 mũi 96, số người tiêm 2 mũi 16, số người chưa tiêm vaccine 26, nam 92, nữ 63, trẻ em 14, phụ nữ có thai 4, trường Lê Văn 8 119, trong đó F0 đã điều trị khỏi 55, số người tiêm 1 mũi 30, số người tiêm 2 mũi 10, số người chưa tiêm vaccine 24, nam 64, nữ 55, trẻ em 6, phụ nữ có thai 2. Trường Chu Giang An 135, trong đó F0 đã điều trị khỏi 42, số người tiêm 1 mũi 62, số người tiêm 2 mũi 9, số người chưa tiêm vaccine 22, nam 63, nữ 72, trẻ em 18, phụ nữ có thai 4. Trường Lý Tự Trọng 146, trong đó F0 đã điều trị khỏi 18, số người tiêm 1 mũi 82, số người tiêm 2 mũi 16, số người chưa tiêm vaccine 30, nam 94, nữ 52, trẻ em 15, phụ nữ có thai 4, trường Nguyễn Sinh Sắc 137, trong đó F0 đã điều trị khỏi 16, số người tiêm 1 mũi 61, số người tiêm 2 mũi 10, số người chưa tiêm vaccine 50, nam 76, nữ 61, trẻ em 28, phụ nữ có thai 4, trường Lê Lợi 162, trong đó F0 đã điều trị khỏi 7, số người tiêm 1 mũi 89, số người tiêm 2 mũi 23, số người chưa tiêm vaccine 43, nam 103, nữ 59, trẻ em 17, phụ nữ có thai 1, trường Phạm Hùng 105, trong đó F0 đã điều trị khỏi 11, số người tiêm 1 mũi 52, số người tiêm 2 mũi 6, số người chưa tiêm vaccine 36, nam 59, nữ 46, trẻ em 20, phụ nữ có thai 2, trường Phan Bội Châu 99, trong đó F0 đã điều trị khỏi F0 đã điều trị khỏi 14, số người tiêm 1 mũi 32, số người tiêm 2 mũi 26, số người chưa tiêm vaccine 27, nam 63, nữ 36, trẻ em 14, phụ nữ có thai 1. Cách ly tập trung quản lý 1.498 người, 1.586 trường hợp đã hoàn thành thời gian cách ly. Cách ly tại nhà nơi lưu trú, quản lý cách ly tại nhà 379 người và 3.659 người hoàn thành cách ly tại nhà, tất cả đều có sức khỏe bình thường. Trước tình hình một số địa phương nới lỏng giãn cách, một số người dân tự phát rời khỏi tỉnh để về quê. Điều này không bảo đảm an toàn phòng chống dịch, an toàn giao thông. Với mục tiêu sức khỏe, an toàn của người dân là trên hết và trước hết. Ban chỉ đạo tỉnh và thành phố đề nghị người dân có nguyện vọng về quê cần đăng ký và tỉnh thành phố sẽ tổ chức đưa về quê an toàn, không được tự phát tụ tập, dùng phương tiện cá nhân tự di chuyển. Ngày 6 tháng 10, Quỹ ban nhân dân thành phố Châu Đốc tổ chức cuộc họp ra soát các tiêu chí đánh giá hộ nghèo, hộ cận nghèo và đào tạo nghề giải quyết việc làm 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. 9 tháng đầu năm 2021, thành phố Châu Đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách xã hội đối với người nghèo. Qua đó, chi trợ cấp tiền Tết Nguyên đáng Tân Sửu cho 202 hộ cận nghèo, hỗ trợ thu nhập quý 1, quý 2 và bảo hiểm y tế cho thành viên hộ cận nghèo từ nguồn vận động của Quỹ ban mặt trận Tổ quốc thành phố. Cấp kinh phí cho phường xã chi hỗ trợ 52 thành viên hộ cận nghèo, gặp hoàn cảnh khó khăn do đại dịch Covid-19 với tổng số tiền trên 234 triệu đồng. Thực hiện kịp thời và đầy đủ các chính sách cho các đối tượng yếu thế trong xã hội theo định mức quy định cho 46.981 lượt người, số tiền gần 22 tỷ đồng. Chi hỗ trợ cho 17 hộ gia đình bị quả quạng, dòng lốc, tóc mái với số tiền 239 triệu 300 ngàn đồng. Cấp kinh phí cho phường xã chi hỗ trợ 52 thành viên hộ cận nghèo gặp hoàn cảnh khó khăn do đại dịch Covid-19 với số tiền 39 triệu đồng. Kết quả thực hiện chỉ tiêu thoát cận nghèo năm 2021 dự kiến có 72 trên 69 trên 202 hộ thoát cận nghèo, còn lại cuối năm 2021 là 130 hộ cận nghèo. Tiếp nhận và phân bổ gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19. Đến nay, các phường xã đã tiếp nhận và phân bổ 82,47 tấn gạo cho 5.498 người thuộc đối tượng bảo trợ xã hội và hộ cận nghèo tổ chức giới thiệu việc làm cho 3.053 lao động. Ngoài ra còn phối hợp với công ty cổ phần đầu tư tài chính và truyền thông quốc tế MIF thuộc tập đoàn Somai, tổ chức tuyên truyền dạy công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cho 68 bộ đội xuất ngũ, xuất khẩu lao động 7 người, tỷ lệ 58% so với kế hoạch. Ngày 4 tháng 10, thành phố Châu Đốc tiếp tục tiêm 444 liều vaccine phòng COVID-19 cho người dân trong thành phố, trong đó mũi 1 là 12 liều, mũi 2 là 432 liều. Cụ thể đối tượng được tiêm chủng trong đợt này là tiểu thương, hộ kinh doanh tại các chợ, tài xế, nhân viên, công nhân lao động, các cơ sở sản xuất kinh doanh, người dân ở các khu vực phong tỏa trên địa bàn thành phố, trong đó 244 liều AstraZeneca, 200 liều vaccine Moderna. Công tác tổ chức tiêm vaccine được Trung tâm Y tế thành phố và Trạm Y tế các phường xã chuẩn bị chú đáo, thực hiện đúng quy định, đối tượng và thời gian, đảm bảo công tác phòng chống dịch. Người dân đến tiêm được tư vấn đầy đủ về thông tin vaccine, khám sàng lọc và thông tin về một số tác dụng phụ sau tiêm. Bên cạnh đó, người dân còn được khuyến cáo sau tiêm vaccine, vẫn phải thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K và giãn cách để tránh tình trạng lây nhiễm. Tính đến nay, thành phố Châu Đốc đã tổ chức 8 đợt tiêm phòng COVID-19 cho 20.344 người, trong đó có 7.170 người đã tiêm đủ 2 mũi. Sáng ngày 6 tháng 10, Ban Chỉ quy quân sự thành phố Châu Đốc tổ chức tiếp nhận và bàn giao một hộp cho cốt người dân tử vong do dịch covid-19 từ bộ chỉ huy quân sự tỉnh An Giang bàn giao cho thành phố châu đốc. Theo đó, ban chỉ huy quân sự thành phố châu đốc đã tiếp nhận một hộp tro cốt là người dân làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh tử vong do dịch covid-19. Sau khi tiếp nhận và bàn giao hộp tro cốt, ban chỉ huy quân sự thành phố đã đến tận nhà bàn giao cho gia đình người thân của người mất. dịp này thay mặt lãnh đạo chính quyền địa phương, đồng chí thượng tá Trần Giang Thao, chính trị viên ban chỉ huy quân sự thành phố bày tỏ niềm tiếc thương đối với những người dân châu đốc không may qua đời vì dịch bệnh Covid-19 và gửi lời chia buồn sâu sắc tới tất cả những gia đình có người thân mất vì dịch bệnh. Đồng thời rất mong gia đình nén đau thương, vượt qua khó khăn chung tay cùng các cấp chính quyền, tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch để người qua cố được an lòng yên nghỉ. Đồng thời trao hỗ trợ gia đình 3 triệu đồng do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh hỗ trợ. Qua đó phát huy đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam với tình cảm lương tâm trách nhiệm và chia sẻ đau thương mất mát to lớn của gia đình, thân nhân của nạn nhân tử vong do dịch bệnh Covid-19, kịp thời động viên giúp đỡ nhân dân gặp khó khăn do dịch bệnh, tạo niềm tin sâu sắc cho nhân dân do sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cấp ủy chính quyền và lực lượng vũ trang thành phố trong công tác phòng chống dịch bệnh. Ngày 6 tháng 10, cảnh sát khu vực công an phường Châu Phú B kết hợp ban khóm cho Long Tư trao tặng gạo cho các hộ dân trên địa bàn. Dịp này, công an phường Châu Phú B đã trao 1.250 kg gạo cho 125 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Hộ sống ở khu nhà trọ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, mỗi hộ nhận được 10 kg gạo từ nguồn vận động của các mạnh thường quân trong và ngoài địa bàn hỗ trợ. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm của địa phương đối với người dân trong hoàn cảnh khó khăn dịch bệnh, giúp người dân an tâm và tiếp tục ủng hộ, giúp sức cùng với chính quyền địa phương chúng ta thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. 9 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn xã Dĩnh Tế xảy ra 3 ca sốt xuất số huyết, bệnh tay chân miệng 7 ca, giảm 3 ca so cùng kỳ hiện đang vào thời điểm mùa mưa bão, rất dễ bùng phát dịch sốt xuất số huyết. Để chủ động phòng chống dịch bệnh sốt xuất số huyết trong những tháng cuối năm, trạm y tế xã Vinh Tế phối hợp đoàn viên thanh niên, phụ nữ và các cộng tác viên thường xuyên ra quân vệ sinh môi trường, tuyên truyền vận động người dân thường xuyên phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, vệ sinh xung quanh nơi ở sạch sẽ, thông thoáng, không để mũi sinh sản, thả cá diệt lăng quăng. Ngày 6 tháng 10, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Vĩnh Quân, Trịnh Chí Tâm đến thăm tặng 30 phần quà cho lực lượng bảo vệ dân phố đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19. Mỗi phần quà là 5 kg gạo. Những món quà tuy nhỏ nhưng thể hiện tấm lòng lãnh đạo chính quyền địa phương nhằm động viên chia sẻ phần nào khó khăn đối với lực lượng bảo vệ dân phố đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường. Ngày 6 tháng 10, phường Vĩnh Quân tổ chức trao tặng 40 phần quà cho các hộ dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Mỗi phần quà gồm 5 kg gạo và 10 gói mì từ nguồn hỗ trợ của câu lạc bộ ứng cứu bạn đường thành phố châu đốc với việc làm đầy ý nghĩa thể hiện tinh thần tương thân tương ái góp phần cùng với chính quyền đảm bảo tốt công tác an sinh xã hội của địa phương thời gian qua phường vĩnh quân đã thành lập 3 chốt cứng kiểm soát người và phương tiện ra vào địa bàn một chốt kiểm soát cửa ngõ cầu vĩnh quân phân công lực lượng gồm công an trạm y tế dân phố các đoàn thể chính trị xã hội phường tham gia trực 24 trên 24 tại chốt kiểm soát cầu vĩnh quân nhắc nhở người dân thực hiện giãn cách theo chỉ thị số 16 khai báo y tế, ghi nhật ký lịch trình người dân ra vào địa bàn và kiên quyết xử phạt với những trường hợp cố tình không thực hiện đúng quy định của địa phương. Tại chốt kiểm soát cửa ngõ cầu Vĩnh Quân, các lực lượng làm nhiệm vụ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác kiểm soát người và phương tiện đến địa bàn. Mỗi ngày có 3 ca trực, mỗi ca có 8 người trực 24 trên 24. Đồng thời, phường Vĩnh Quân đã chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, phương tiện y tế, vật dụng sinh hoạt đảm bảo cho lực lượng trực chốt. Hiện nay phường Vĩnh Quân đang cơ bản kiểm soát tốt dịch bệnh, lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát cửa ngõ cầu Vĩnh Quân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn, tập trung kiểm tra kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện vào địa bàn, nhằm ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 lây lan, góp phần cùng với thành phố đẩy lùi dịch bệnh. Ngày 5 tháng 10, cảnh sát khu vực công an phường Châu Phú Bê kết hợp ban khóm cho Long Tư trao tặng 30 thùng sữa cho trẻ em khu cách ly tập trung tại trường tiểu học Lê Lợi, Lý Tự Trọng, trường trung học cơ sở Thủ Khoa Quân từ nguồn của chị Ngọc Anh và tiệm tạp hóa Thu Hồng, tổ 15 Khóm Châu Long Tư, công ty cà phê Lato và nguyên liệu pha chế Luna, phường Châu Phú Bê hỗ trợ. Qua đó giúp cho các trẻ em ở khu cách ly có thêm nguồn dinh dưỡng đảm bảo an toàn sức khỏe. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Thành phố Châu Đốc phát trên tần số FM 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, do tác động của dịch bệnh COVID-19 và giãn cách xã hội, nhiều công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn trong quá trình thi công đã ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Xác định giải ngân vốn đầu tư công không chỉ đơn thuần góp phần tăng trưởng phát triển cơ sở hạ tầng mà còn giải quyết việc làm, thu nhập cho người dân. Vì thế, từ nay đến cuối năm 2021 Tỉnh An Giang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn để đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư trên địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh vừa khôi phục phát triển kinh tế xã hội. Năm 2021, trong bối cảnh bị tác động ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 tới tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội, để đạt được yêu cầu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế xã hội của tỉnh, thì việc tập trung triển khai và giải ngân các dự án sử dụng vốn đầu tư công có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đặc biệt hơn nữa, năm 2021 là năm đầu thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nên tỷ lệ giải ngân của năm 2021 sẽ là tiền đề quan trọng góp phần quyết định thành công của cả giai đoạn. Do vậy, ngay từ đầu năm 2021, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh đã có nhiều chỉ đạo nhằm thực hiện quyết liệt đồng bộ nhiều giải pháp thúc đẩy và tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. Tuy nhiên, qua 9 tháng của năm 2021, kết quả giải ngân vốn đầu tư công không đạt như kỳ vọng. Cụ thể, Tính đến ngày 27 tháng 9, lũy kế giải ngân vốn kế hoạch bao gồm các năm trước kéo dài sang năm 2021 đạt gần 1.605 tỷ đồng, đạt 32,4% kế hoạch vốn đã giao và đạt 25,63% tổng vốn kế hoạch. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Phạm Minh Tâm cho biết, kết quả giải ngân thấp xuất phát từ nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan. Cụ thể, tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát, nhiều địa phương áp dụng các biện pháp phòng chống dịch đã tác động không nhỏ đến khả năng huy động nhân công, làm gián đoạn việc cung cấp thiết bị, ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình và giải ngân kế hoạch vốn. Giá cả vật liệu tăng đột biến, nhất là thép xây dựng đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công của các nhà thầu. Hiện nay, vẫn còn trên 20% kế hoạch vốn chưa thể phân bổ cho các dự án khởi công mới vì chưa đảm bảo đủ điều kiện và thủ tục theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, việc tập trung cho các công tác phòng chống COVID-19 nên một số sở ngành địa phương ở một vài thời điểm chưa quyết liệt trong việc chỉ đạo đông đốc để nhanh tiến độ thi công các dự án. Các dự án còn gặp nhiều khó khăn dướng mắt trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đặc biệt các dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp. Đơn giá bồi thường vẫn chưa sát với thực tế, phương án và dự toán bồi thường chưa đồng nhất. Công tác chuẩn bị hồ sơ thủ tục dự án từ khâu khảo sát, thiết kế dự toán còn chậm, chưa đầy đủ, nhiều thiếu sót và phải điều chỉnh nhiều lần. Nhận định tình hình từ nay đến cuối năm 2021 vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, khi tỉnh vẫn phải tiếp tục tập trung nguồn lực cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Do đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước đề nghị các sở ngành địa phương và chủ đầu tư xác định công tác giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm nâng cao tinh thần trách nhiệm chủ động triển khai thực hiện quyết liệt đồng bộ linh hoạt các giải pháp giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 với tỷ lệ cao nhất có thể, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, khôi phục và phát triển kinh tế xã hội, đồng thời tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghiêm và hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. Sở xây dựng phối hợp các sở ngành liên quan rà soát hướng dẫn hoạt động đầu tư xây dựng theo từng dùng, từng địa phương. Khi có điều kiện sẽ ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 cho lực lượng công nhân, lao động đang làm việc tại các công trình xây dựng trọng điểm, chủ động phối hợp với các địa phương, chủ đầu tư, ra soát điều chỉnh kế hoạch thực hiện các công trình dự án. Tiếp tục kiểm tra các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh để kịp thời đông đốc xử lý các khó khăn dướng mắt cho các chủ đầu tư, đơn vị theo thẩm quyền để tăng tỷ lệ giải ngân vốn. Đồng thời, quan tâm thực hiện hiệu quả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đảm bảo lưu thông cung ứng vật liệu xây dựng, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện hỗ trợ cho các đơn vị đảm bảo tiến độ triển khai dự án. Các chủ đầu tư tập trung hoàn chỉnh các hồ sơ thủ tục các dự án trong năm 2021 và cả những dự án của các năm sau để chủ động thực hiện hiệu quả các dự án, đảm bảo công tác giải ngân vốn đầu tư công đúng tiến độ. Thưa quý vị và các bạn, trong công tác phòng chống dịch COVID-19, ý thức của người dân được coi là liều thuốc cao nhất để nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh. Bởi vì sự thiếu ý thức của một người có thể gây ra nguy hiểm cho những người xung quanh, thậm chí dẫn đến hậu quả khó lường. Trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi bài Ý thức chống dịch biết rồi nhưng nói mãi. Ngay tại những nơi đang xảy ra dịch bệnh, khi đại đa số người dân luôn nêu cao tinh thần chống dịch, biện pháp 5K thì vẫn còn một bộ phận người dân kém ý thức. Ở vùng nông thôn, thói quen sinh hoạt giao tiếp nhà này với nhà khác vẫn khó thay đổi. Khái niệm tình làng nghĩa sớm là sự gần gũi, qua lại thăm hỏi, chia sớt từng món ăn nhỏ để thể hiện lòng tham thảo với nhau. Tuy nhiên ở bất kỳ nơi nào cũng vậy, dịch bệnh buộc mọi người phải điều chỉnh từ những thói quen nhỏ nhất đến việc giao tiếp với người quen cộng đồng. Anh TT huyện Phú Tân tỉnh An Giang chia sẻ, được thông báo nhà nhà đều đóng kín cửa, cần thiết lắm mới ra ngoài và tốt nhất không tiếp xúc với ai. Tuy nhiên cũng còn số ít người tranh thủ lúc ra đổ rác, mua thực phẩm và rất nhiều lý do khác để gặp mặt và tám chuyện qua lại với người lớn tuổi, con cháu đều hiểu phải bó buộc trong nhà sẽ hơi khó chịu và rất khó khi các cụ vẫn có nhu cầu giao tiếp với bạn già xung quanh, đều là bà con chầm sớm, chủ yếu góp ý nhắc nhở, rồi đâu cũng vào đó. Ghi nhận từ các tình nguyện viên, những người hỗ trợ lực lượng Tết nhanh, giúp người dân đi chợ lại thấy thêm nhiều thực trạng chủ quan lơ là đáng buồn. Bản thân họ vẫn lo lắng cho sự an toàn của bản thân và những người xung quanh. Nhưng trên hành trình của họ, sự thiếu hợp tác và ý thức về phòng dịch là trở ngại, gây áp lực chung cho tập thể. Một tình nguyện viên trải lòng Trong khu vực phong tỏa, một số nhà vẫn còn đứng qua hàng rào để nói chuyện với nhau ở mỗi đợt Tết để tầm soát dịch bệnh. Anh em không quản ngày giờ giấc, xong đáp lại có người phàn nàn tỏ ý không hợp tác. Một số người không tuân thủ giữ khoảng cách xếp hàng chờ đợi mà tụm gần nhau để bàn chuyện thật sự. Những nơi ngoài dùng phong tỏa tuy được cho là an toàn hơn, nhưng dường như một số người mất cảnh giác, tạt qua nhà này nhà nọ, cho đồ ăn, trẻ thì sang nhà khác chơi. Người ta chỉ sợ lực lượng chức năng đi tuần tra và đóng phạt tiền, chứ chưa nhận thức hết được sự nguy hiểm có thể xảy ra. Bên cạnh các biện pháp phòng chống dịch của các ngành chuyên môn, công tác tuyên truyền ở cơ sở được tăng cường tối đa để tác động đến ý thức của người dân quan tâm sức khỏe của bản thân và gia đình, phát huy hiệu quả hiện nay là các hình thức, thông tin liên tục qua hệ thống truyền thanh, tiếng loa lưu động, băng rôn, tờ rơi, lan tỏa trên mạng xã hội. Nguyên tắc 5K hầu như ai cũng nắm rõ, còn tuân thủ thực hành nghiêm túc hay là không là chuyện khác. Mạnh hơn nữa là áp dụng các biện pháp xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch thông qua công tác tuần tra kiểm soát của lực lượng chức năng. Thực tế vẫn còn một bộ phận người thiếu hợp tác, thiếu trách nhiệm trong phòng chống dịch bệnh như khai báo y tế không trung thực, không tuân thủ các cảnh báo về phòng chống dịch, đăng tải thông tin không chính xác trên mạng xã hội, chống người thi hành công vụ, gây áp lực cho công tác phòng chống dịch bệnh. Những hành vi không tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch rất đáng lên án khi cả nước đang cùng chung tay phòng chống dịch COVID-19, chỉ cần một vài người không tuân thủ đã phá hỏng hết sự cố gắng của rất nhiều lực lượng. Hơn lúc nào hết, người dân cần nâng cao tinh thần trách nhiệm để cùng làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Cũng như theo lời kêu gọi của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp và chúng ta đã xác định sống thích nghi an toàn với dịch bệnh, việc chấp hành quy định chống dịch là yêu cầu bắt buộc đối với mỗi tổ chức cá nhân. Đã có nhiều văn bản được ban hành mang tính quy phạm và quy định để bắt buộc người dân phải thực hiện. Nhưng trên hết, người dân phải tự giác chấp hành để kết hợp với các biện pháp của các cơ quan chức năng cũng như biện pháp y tế nhằm sớm ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh. Từ thích nghi với những bất tiện không mong muốn, dần dần sẽ trở thành một thói quen mới, sống lành mạnh và an toàn. Mọi người chia sẻ gửi gấm cho nhau những cuộc hẹn, những dự định được chuẩn bị trong suốt nhiều tháng qua. Để sẵn sàng cho một giai đoạn bình thường mới, mỗi cá nhân càng phải nêu cao ý thức, có trách nhiệm để cùng hòa nhập vào một môi trường bình thường mới, sau dịch đúng nghĩa. Đó là lý do ý thức được đánh giá là một trong những vaccine đặc biệt có tính quyết định để cộng đồng vượt qua khó khăn của đại dịch. Quý vị và các bạn vừa nghe bài Ý thức chống dịch, biết rồi nhưng nói mãi thưa quý vị và các bạn, năm học 2021-2022 là năm học nhiều khó khăn bởi bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Nhiều phụ huynh học sinh mất việc làm, thu nhập không ổn định. Nhằm chia sẻ phần nào những khó khăn đó, các cấp các ngành trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ động viên cả vật chất lẫn tinh thần, tạo điều kiện cho học sinh nghèo có cơ hội tiếp tục đến trường, hạn chế thấp nhất tình trạng học sinh bỏ học nghỉ học. Vào năm học mới, dù ở ngành nào, cấp học nào, các bậc phụ huynh Học sinh cũng đều dung dán tất bật lo lắng cho con từ quyển tập cây viết đến bộ quần áo đồng phục để con đến lớp được tươm tất như các bạn cùng trang lứa. Tuy nhiên, không phải ai cũng được như thế, nhất là trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay. Các khoản chi phí tập sách, quần áo, học phí cùng các khoản phí khác được xem là bài toán khó đối với nhiều gia đình nghèo, cận nghèo khó khăn trong giai đoạn hiện nay. Thấu hiểu những khó khăn đó, các cấp ngành đoàn thể và các địa phương trong tỉnh tích cực vận động hỗ trợ cho các em học sinh các trường trung học cơ sở, tiểu học còn nhiều khó khăn thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh khuyết tật để có thêm điều kiện đến trường vào đầu năm học mới. Vào đầu năm học mới, đoàn cơ sở văn phòng quỹ ban nhân dân tỉnh phối hợp chi đoàn cơ sở trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư tỉnh và phường Đoàn Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên trao 24 suất học bổng 500.000 đồng một suất cho các em học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn trên địa bàn thành phố Long Xuyên. Hay mới đây, đoàn cơ sở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh An Giang và chi đoàn Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh An Giang trao tặng 30 thẻ bảo hiểm y tế và dụng cụ học tập cho các học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, hai xã Dĩnh Lợi và Bình Thạnh, huyện Châu Thành với tổng kinh phí trên 15 triệu đồng. Phó bí thư đoàn cơ sở văn phòng Quỹ Ban nhân dân tỉnh Phan Quốc Duy cho biết, với những món quà này hy vọng các em sẽ có thêm động lực để bước vào một năm học mới đầy đủ, ngập tràn niềm vui, tích cực học tập tốt. Làm mẹ đơn thân, lo cho con trai vào học lớp 7 và lớp 2, chị Quỳnh Thị Hồng Dân, ngụ xã Bình Thạnh, huyện Châu Thành cho biết, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên chị phải tạm thời nghỉ việc làm công nhân ở khu công nghiệp Bình Hòa từ tháng 6 đến nay. Trong khi đó, gia đình vẫn phải trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày, rồi phải lo các khoản học phí cho hai đứa con. Trong lúc không biết phải xoay sở như thế nào để lo chi phí học tập cho con, thì hay tin được nhà hảo tâm tặng hai thẻ bảo hiểm y tế cùng tập dở, chị mừng lắm. Gia đình tôi rất biết ơn các anh chị ở xã và các nhà hảo tâm đã hỗ trợ, dù khó khăn đến đâu tôi cũng sẽ cố gắng lo cho tụi nhỏ ăn học, chị Hồng Dân chia sẻ. Biết được hoàn cảnh gia đình của em Trần Thị Cẩm Tiên, ngụ ấp Quà Long Ba, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, đã trúng tuyển ngành ngôn ngữ Anh, trường đại học công nghiệp thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh, nhưng chưa có tiền đóng học phí, làm hồ sơ nhập học Chính quyền thị trấn An Châu đã dẫn động các nhà hảo tâm 11 triệu đồng để hỗ trợ cho em để trang trải chi phí học tập. Cẩm Tiên chia sẻ, hoàn cảnh gia đình khó khăn cha mẹ em phải làm thuê ở Bình Dương do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nên rất khó kiếm được tiền. Rất may được thầy cô trong trường và nhà hảo tâm giúp đỡ, hỗ trợ thêm để em có chi phí nhập học. Em hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt, không phụ lòng mọi người. Cẩm Tiên bộc bạch. Còn em Võ Thị Cẩm Nhung, học sinh lớp 9, trường trung học cơ sở Lý Thường Kiệt, ngụ phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên như dở hòa trong niềm vui, nhận được quà tiếp bước đến trường. Cẩm Nhung cho biết, hoàn cảnh gia đình em vốn khó lại càng khó khăn nhiều hơn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. Công việc chạy xe lôi của cha em không còn thuận lợi do giãn cách xã hội. Mẹ ở nhà vừa nội trợ, vừa chăm sóc đứa em trai bị tật. Nhờ được các thầy cô giúp đỡ và cô chú hỗ trợ tặng học bổng, nên em có điều kiện tiếp bước đến trường. Em rất biết ơn mọi người đã quan tâm hỗ trợ trong lúc gia đình khó khăn. Em hứa sẽ học tập thật tốt, để sau này có việc làm ổn định, chăm sóc cha mẹ và trở thành người có ích cho xã hội. Quý vị và các bạn vừa nghe bài Tiếp bước học sinh đến trường. Thưa quý vị và các bạn, chương trình thời sự hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.